Nhiệt liệt chào mừng bà con trở lại với video của cơ khí cày chảo Vũ Hải trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay lại trên cánh đồng xóm 4 thôn Kim Ngọc 1. Em đang lắp dàn cày 5 chảo cho con máy Kubota L1265 của chú Nhượng. Đang test những cái đường cày đầu tiên. Máy thì vừa mới ở bãi về nên là hơi có chút khói xanh, nhưng mà máy thì rất là khỏe. Cày lát cắt đẹp, đổ thấp, úp hết rạ luôn. Đó. Cày nâng khá là cao luôn. Ăn sang dịch bên kia chưa? Ok, họ nào họ cày xong mình cứ chạy ra bên kia cho nhanh. Đấy, áp sát rồi đây, đây áp sát rồi đây. Chạy cái bánh trước của chú vào đây, đè lên chỗ này. Đúng rồi. Chào chú Ánh Hương nhá. Chạy nhanh hơn lên tí nữa chú ạ. Nhanh hơn lên một tí nữa. Đấy thế. Để ga lên một tí nó không khói. Con này để ga bé quá nó không đủ dầu nó khói. Quá ngọt luôn anh em ơi. Dàn cày xuống đồng phát là chả phải chỉnh cái gì luôn, cứ thế là chạy thôi. Đấy, dàn cày bên em thì nói nhiều thì anh em bảo quảng cáo, mà không nói thì chắc anh em nhìn cũng biết. Nói chung là cái thứ nhất là lát đất là lật đẹp. Nói về cày chảo thì đất làm sao lật là phải phẳng ruộng, không được tạo thành luống. Thì đó là cái tiêu chí mà để sau này anh em bừa là nhàn nhất. Anh em nào cũng vậy thôi. Nói chung là cày thì bây giờ ai cũng mong muốn là làm sao là ruộng phải phẳng, nền bóc phải dốc. Đó, đây, rất là nông. Anh em nhìn không? Chỉ khoảng 7 đến 10 phân thôi. Sâu nhất khoảng từ 10 phân. Nhưng mà lại không lõi. Đấy. Cái tiêu chí của anh em bây giờ là đi cày làm sao là cày không lõi, đất phải bằng. Và làm sao là lên là phải vỡ đất, tơi đất. Ngoài ra rơm rạ nhiều như thế này anh em lại chạy cực ngon. Đấy. Nó chạy ở chỗ ruộng máy gặt. Ôi xa, rõng máy gặt này. Chưa không, cứ 30 phân một rõng. Như giao thông hào luôn. Thế mà cày anh em thì vẫn bóc đều, không bị trượt cày phát nào. Nhưng mà các cái dòng cày lưỡi hoặc cả các cái cày khác trên thị trường thì vào những cái rõng máy gặt như thế này ấy, thì đa phần là sẽ bị bỏ lôi hoặc là nhảy cày. Nhưng mà cái này thì của em là không nhảy tí nào luôn, cày vẫn nằm im. Cày anh em thì nói thực ra là bây giờ không phải đè, không phải đè nén gì cả, thả là ăn luôn. Một số cái dàn cày khác thì cứ phải chạy vài mét rồi bắt đầu cày nó mới ăn, nhưng cái dàn này anh em cứ thả cày xuống cái buông ben là ăn thôi. Còn anh em muốn nông sâu thì là anh em ngồi trên máy nhấc tay ben lên cái là tự nó sẽ nông lên. Đấy. À chà, hai ra ra ngoài 24-20 rồi.
Em chào anh Đích nha. Cảm ơn anh. Tuyệt vời, không lộn cày. Anh lại bảo không lộn cày, không lộn cày, phải không lộn cày chứ. Đẹp chưa? Đất lên quá phẳng luôn. Thả bên xuống chuôi. Đấy, nó mới gặt máy nghiêng ngả nhưng mà cày vẫn nằm im, đường cày không bỏ lõi tí nào luôn. Đấy, những tiêu chí anh em muốn quảng cáo trên trời dưới biển thì anh em quảng cáo. Nhưng mà riêng nhà em đây là cứ quay thực tế cho anh em luôn, anh em nhìn thấy thực tế luôn. Em có sao thì nói vậy. Đấy. Em thấy không? Rạ rơm rất nhiều nhưng mà cày không hất lên tí nào luôn, không trượt tí nào luôn. Em chào tất cả mọi người nhé. Đến đây thôi chú Nhật ơi. Cái bà chủ vào đến bờ ngăn này là quay đầu thôi. Đường cày nó rộng hơn, chạy nhanh.
Đấy, rong máy gặt anh em thấy không? Vẫn đều đều luôn. Không như những cày khác là vào chỗ này là máy chồm lên là cày hớt lên, mà máy hụt xuống là cày nhau xuống. Vẫn bóc đều luôn, độ sâu vẫn giữ nguyên. Ôi, từ từ. Tiếng ơi, để nguyên, thả xuống, chỉnh lại một tí. Đó. Chỉnh lại một tí nữa. Đúng rồi. Chú cho cháu cái này này, lên lỗ đây. Lên lỗ này xong nhả con này xuống thì mới chỉnh được con kia hết gen rồi. Cho nó chảo đầu nông lên một tí nữa là vâng, vừa đẹp. Cái này thu vào là được. Cái nào? Cái này thu vào thì vứt đi. Cái này nó thu vào là nó hất lái, nó sẽ bay lái, hiểu không? Cái đấy là phải chỉnh bằng cái thanh treo treo đấy. Vâng, cho nó trên xong bắt đầu dài đây. Không, không cần. Đấy, nó nâng lên rồi. Nhả con này đâu chứ. Nhả hai con gen này. Kéo ra bên chú nào ra. Đấy. Rồi, rút cái chỗ này ra. Đây chú cầm. Con này nó chứ phải cho mỡ vào đây. Đây nó kẹp gì. Rồi giờ lại tăng con này lên. Rồi. Đây chú vặn đi. Chỉnh này nó hành quen là da nó rát ấy. Kẹt. Một tí nữa thôi, xong bắt đầu là... Đây, đây chẳng. Rồi chú lên chú chạy đi con gì tính chỉnh xong.
Đấy, cày rất là ngon rồi, nhưng mà bên em là chỉnh thêm cho chú một chút nữa để cho còn ngon hơn cơ. Đây chú Nhượng ơi, cho cháu chạy thử phát xem nào. Đây chú ủng hộ cháu phát. Ủa cháu lái con này thế nhỉ? Mày lái bình thường thì chú. Thử thoải mái đi, nhưng mà lấy cái đầu bằng ngân quay nhá. Không đến lúc mà nó cứ chạy ngang cái đấy nó khổ lắm. Đấy, cây đẹp này. Đi thoáng máy đi. Thằng này nó không nhanh chắc như thế kia đó. Hả? Đấy, cày như thế kia là được cái gì nữa. Không, nhưng mà thằng này nó không chạy nhanh như của bác đâu. À. Cu bây giờ cũng chạy chậm. Ừ. Đây cho ma. Con này răng ma. Ma bây giờ chuẩn chạy nhanh đấy. Ừ. Nhưng thằng này cột nó cứ thế. Ừ. Đặc điểm của nó là nó không chạy nhanh. Ừ. Cứ đều đều thế thôi. Răng ma thù thì nó kém. Nó chỉ chạy đường ấy thôi. Không có cái lá. Hả? Không có cái lá. Ừ, đây một cầu. Không có này nhẹ lắm, lái nhẹ như hai cầu luôn. Bao nhiêu? Ở đấy, mình lái thử chứ. Nhẹ lắm. Mình lái chạy nhiều rồi. Ừ. Nó được chích, nó đéo quá ấy, nó cứ... Bây giờ nó nặng lái mà nó hay bị giật lái. Không, con này nhẹ lắm. Thằng đấy ra mà nó không bị giật lái. Ừ, thằng này thì hai cầu thì nó trợ lái thì nó... Tình, một chút ăn tay của mấy. Nhưng mà thì nó trục chặt cái cầu trương ngọc lắm. Nghe cập như lại toàn cái cục trục chặt. Ừ, bởi vì không muốn dính ý. Thì nhìn có anh có 23, có em 26 mà. Còn 26. Coi trước lấy còn 24 vẻ chết dở. Còn bán nhiều. Vào đấy rồi. Em bán. Bán có 40. Con này mới lấy đi đúng. Con này bù thêm trăm, hơn trăm, cứng trăm nữa lấy con này. Con này 265 bãi. Con này mà trăm mấy? Tính là 145. 145. Bán người 40, bù thêm 105. Trước con 24 là cũng... Chưa có gì đấy. Con 24 là cũng chưa, cũng 2 cầu rồi. 24, 2 cầu trở lại. Nhưng mà... Bán được đâu? Lại bán đổi cho bọn làm máy. Nó lại bán cho kia thì phải trên 50. Ừ. Con kia nó trục trặc với cái trục trước cái cầu không trục trặc trước trục trước trục mà về tháng 10 này cày sóc này bẻ có vụ bẻ đến 2 trục này, chán nó bán đi. Ừ. Thằng bán nó không nó bệt máy. Ừ. Bệt máy thằng kia thằng GL L1 của nó thì trục to nó ít khi gãy. L1 thì chưa thấy thằng nào gãy trục. Ừ. Thằng này em mới lấy làm được mỗi thứ dựng mạ với lại mới lấy mùa vừa rồi đấy nhỉ. Ừ đấy, mùa vừa rồi thằng bãi đấy nhưng mà nó không bông má lại. Ừ, lấy của ấy à, lấy của chị hả, lấy của chị. Chị cũng được. Thằng này chạy thấy chưa, mẹ nói hôm nọ dựng mạ cũng đến đây chạy vẫn bình thường. Ừ. Cái chưa thay được ông khoái đem về rồi chưa thay được. Thằng ấy đang phát mạng này. Ừ, đang phát trực tiếp, quay máy nha. Lấy con này chạy sướng như thì chạy con kia, buồn lắm. Sao? Vừa rồi đấy. Ngon lành rồi. Từ từ để cháu vặn lại nhá. Khóa chặt vào luôn. Để khóa vào lại em từ từ đi. Dạ. Con đấy chạy khỏe đấy. Dòng đấy bền lắm. Nó chỉ có cái nó một cầu thôi.
Con em mới lấy của cháu ông nọ đấy. Con em mới lấy của cháu ông nọ đấy. Vâng. Năm mươi triệu độc máy không? Lồng cày riêng. Một cầu nhưng nó bơi cũng tít lắm đấy. Rồi chú chạy đi. Đấy, cày anh em nhìn không? Đất nó lên tua tủa thế này. Chú về thì đi lối này về được. Gửi tiền luôn. Gửi tiền luôn à? Vâng. Rồi, ok nha.